chào quý khán giả đến với chương trình Địa ốc kiến thức và thành công với Eric Trần và Phạm Khanh. Xin chào anh Eric đã có mặt trên đường live. Dạ, em xin chào anh Phạm Khanh và xin chào quý vị khán thính giả của Đài Lido Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình hôm nay thì chúng tôi có một cái tin tức muốn gửi đến cho quý vị. Đó là cái chương trình Sing Housing tại thành phố Santa Ana. Chương trình này đã được mở ra từ ngày hôm qua, ngày mùng 2 tháng 5 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 5, thưa quý vị, ngày 30-31 tháng 5. Sau ngày 31 tháng 5 thì là họ sẽ sổ số để mà chọn ra trong số 7.500 cái đơn mà họ nhận đó vào cái danh sách chờ để mà được xét duyệt cái chương trình trợ giúp về vấn đề housing. Thì cái chương trình này đặc biệt dành cho những người có thu nhập thấp nè, người cao niên nè, tàn tật vân vân. Thì chúng tôi có cái flyer của thành phố Santa Ana trong tay. Cơ quan quản lý nhà ở Santa Ana họ thông báo đó là như chúng tôi nói, họ nhận đơn từ ngày mùng 2 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 5 2022 là chấm dứt, thưa quý vị. Và cái điều đó đặc biệt đó là chỉ nhận đơn qua trực tuyến, tức là online mà thôi, không có điền đơn giống như là giấy tờ như trước đây. Thành ra cái này cũng sẽ khó khăn cho những quý vị nào mà không rành computer, quý vị cao niên vân vân, thì cũng không sao, thưa quý vị. Họ có một cái seminar để mà giúp cư dân có thể điền đơn, tức là có nhiều nhân viên của sở housing đến để mà giúp cho quý vị điền đơn. Cái chương trình đó được tổ chức tại thư viện ở trên đường New Hope, 122 đường New Hope, vào ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 5, vì nhớ là ngày thứ bảy, ngày giữa tháng, ngày 14 tháng 5, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thì có những người chuyên viên đến đây để mà giúp cho quý vị có thể điền đơn trực tuyến, thưa quý vị. Và tất nhiên là họ, cái những người thu nhập thấp đó, thì họ sẽ có cái mức giới hạn về vấn đề thu nhập. Thì chúng tôi xin đọc tóm lược cái quy định về thu nhập của họ như sau. Nếu mà một người đó thì là cái thu nhập không quá là 47.100, mình nhớ 47 đi, không quá 47.000, hai người thì không quá 53.000, ba người trong một gia đình thì không quá 60.000, bốn người không quá 67.000, năm người không quá 72.000, đại khái là cho 7-8 người luôn, thưa quý vị. Nhưng mà cái mức mà thấp nhất đó, một người là không quá 47 và hai người không quá 53 và ba người không quá 60.000, bốn người, giả sử như một hộ gia đình thường thường bốn người thì cái income cũng không thể vượt quá 67.000, tức là tổng cộng lại hết, thưa quý vị. Thì cái này gọi là chương trình Section 8, như là quý vị thường nghe nói đó. Và kể cả những cái quý vị nào mà đang cho thuê nhà, cho đi thuê nhà, quý vị cũng có thể apply cho cái chương trình này được luôn, thưa quý vị. Mọi chi tiết quý vị có thể vào cái trang web trên mạng, đó là Santa gạch nối ở giữa ana.org, Department Housing Authority. Đó. Thì vì vào đó, vì search là để apply ngay, đừng có trễ hơn ngày 31. Và nhắc lại một lần nữa, ai không biết làm đơn thì cứ đến vào ngày thứ bảy tại cái thư viện ở 122 đường New Hope để mà các chuyên viên giúp đỡ cho quý vị điền đơn, tức là những người cao tuổi, thưa quý vị. Và tất nhiên là điền đơn xong rồi thì họ còn sổ số, và sổ số xong rồi, sổ số xong được chọn rồi, phải nằm trong danh sách chờ nữa, vì biết sinh hoa sinh đâu có nhanh, phải không ạ? Sinh hoa sinh phải chờ đợi nhiều khi một vài năm. Và cái chương trình này là của liên bang nha quý vị, của liên bang. Thành thử ra chính vì là đó mà nhiều quý vị sẽ thắc mắc là Santa Ana có vậy thì Westminster Gandro có hay không. Vì thử liên lạc mấy thành phố đó coi, tùy theo thành phố họ mở ra cái chương trình mà ghi danh nó vào thời điểm nào, vân vân. Riêng Santa Ana thì chúng tôi được biết rằng là ngày mùng 2 đến 15, thưa quý vị, tại thành phố Santa Ana, điền đơn ngay từ bây giờ online, hoặc là điền đơn trực tiếp nhờ các chuyên viên tại New Hope Library, 122 North New Hope Santa Ana. Quý vị nào mà không biết nữa đó, cứ gọi Phạm Khanh, Phạm cho đường link. Quý vị vô đó, vì nếu mà làm được thì tự apply cũng tốt. Mà thưa anh Phạm Khanh, có cần phải ở trong Santa Ana để mình mượn Santa Ana không anh, hay là phải ở chợ ở thành phố khác cũng được? Quá, đó quá hay anh. Cái đó là tiêu chuẩn đầu tiên đó, là quý vị phải sống và làm việc tại Santa Ana. Nhưng mà trong cái quá trình mà nộp đơn và chờ đợi dài đằng đẵng như vậy
Chỉ có những người sẽ chuyển đi những thành phố khác thì sao? À, nói luôn. Thì nghe nói rằng những trường hợp như vậy sau khi đã nộp đơn, tức là lúc mà chúng ta nộp đơn thì chúng ta sinh sống làm việc ở Santana, đó là tiêu chuẩn đầu tiên để mà được nộp vào cái chương trình housing. Nhưng mà chờ đợi thời gian 5 3 năm để cái bây giờ mình chuyển đi chỗ khác vẫn còn hay không, thì thưa vị những cái thành phố ví dụ như Garden Grove, Westminster mà những nơi mà Santana họ cũng chấp thuận cấp housing luôn á, cái quỹ của họ cấp housing luôn á thì vẫn được. À, cái hay nó là như thế. À, nhưng mà cái điều đầu tiên, tiên quyết đầu tiên hết đó, như em chẳng nói là chúng ta phải ở và làm việc tại Santana lúc mà chúng ta nộp đơn, rồi sau đó cái chuyện mà người ta dời đi mà, thì quý vị đã nộp đơn Santana rồi, cái ngân quỹ đã dành cho quý vị rồi thì vẫn còn đó. Cái này là của liên bang, thành thử ra quý vị thử hỏi thành phố Westminster, Garden Grove, Stanton hay là Anaheim, những nơi mà quý vị cư ngụ coi họ có mở ra hay không, họ có mở ra không hay không. Nhưng mà tất nhiên là bây giờ vì ví dụ đang ở Westminster mà nói giờ tôi thấy Santana mở tôi chạy qua bển tôi apply không được, đúng không ạ? Phải sống và làm việc tại Santana rồi chờ coi như nào Westminster mở, Garden Grove mở hay là những kia đại khái. Nhưng mà chúng tôi tin rằng là sẽ mở, thì lý do là nhắc lại một lần nữa là cái này là ngân quỹ của liên bang họ cấp cho các thành phố các địa phương, thành thử ra là tùy theo địa phương sắp xếp cái số đơn còn bao nhiêu, dư bao nhiêu này kia họ sắp xếp họ mở ra cái chương trình. Thì bây giờ trước mắt Santana thì ai ở Santana lo nộp đơn trước. Rồi bây giờ trở về với cái vấn đề địa ốc, thì thưa anh cái tin này cũng là một cái tin vui phải không, mà cho những người mà hôm nay gặp khó khăn về vấn đề nhà cửa để mà đi Section A, nó cái Section A nó cũng có cái hay của nó. Thưa Và đúng, thưa đúng anh Phạm Khanh, là vì dạo này nhà housing nó quá, anh xin lỗi, tiền rent bên ngoài mắc quá, mà bây giờ nếu mà được housing thì coi như là người ta để dành tiền rất là nhiều, nhất là ngay cái thời điểm này nữa, nhà cửa mắc mỏi mà tiền rent cũng mắc nữa, và nhiều khi lúc mà mình ở nhà mướn vậy cũng nhiều khi bị đuổi, có là chủ nhà nhiều khi nó hay lại lấy lại nhà ta, bán nhà, thành ra nhiều khi có những người ta hay than phiền với mình là cứ mỗi năm 2 năm là tôi cứ phải dọn nhà hoài, mà mỗi lần dọn nhà này rất là cực. Thì hy vọng là mình có được housing thì nó sẽ ổn định hơn. thưa quý vị đúng như vậy, nói về vấn đề housing thì thưa quý vị chúng tôi cũng trước đây cũng đã từng đứng ra cho thuê nhà cho một số khách hàng đó, thì có nhiều quý vị người Việt Nam cũng gọi đến hỏi chứ chương trình này có nhận cái nhà này có nhận housing hay không. Thì thưa quý vị có một số chủ nhà là rất là vui vẻ nhận cái chương trình housing, là tại vì họ biết rằng một điều đó là housing không giàu quýt tiền cái này ngân quỹ của liên bang mà. À, thành ra khi mà cho những người mà có housing mướn, tức là mình đang nói chuyện với lại là hợp đồng với lại chính phủ á, không bao giờ bị quỵt tiền, tới tháng là trả đều, kết chết đều đặn, không có lo lắng gì hết. À, thành ra ai mà chủ nhà mà cho housing mướn cũng có cái lợi đó. Tuy nhiên là cho housing mướn thì lại có hai cái vấn đề khác. Thứ nhất, một số chủ nhà cho xe này kia nó cho housing mướn, cái đó là thu nhập mà, hoặc khai thuế đâu đó đầy đủ đàng hoàng. Cái thứ vấn đề thứ hai, cho housing mướn cũng nhà cửa mình phải đúng tiêu chuẩn cho cái người mà ở thuê bên trong đó, không có đầy đủ phương tiện tiện nghi, không có bê bối cẩu thả, mà nghe nói lâu lâu housing họ xuống họ cũng kiểm tra nhà cửa một lần để coi cái điều kiện nhà cửa họ có đầy đủ cho cái người mà họ đứng ra ký hợp đồng cho thuê cho mướn hay không. Đó nó là vậy, chúng tôi cũng biết được cái chuyện là như vậy đó thưa quý vị. Nhưng mà có một số người đó vì những cái lý do như vậy họ nói nhà tôi không có nhận housing vân vân vân, thì cái chuyện đó là ăn thua chủ nhà thôi, không ai gò bó hết. Nhưng mà chúng ta đã thấy có nhiều người có được những cái chương trình trợ giúp về vấn đề housing đang tìm kiếm nhà cửa. Thì thưa vị đây là một cái tin tốt trong cái thời đại dịch này, nhà cửa lên rất cao, thành thử ra chính vì đó mà được cái chương trình trợ giúp này đó thì rất là tốt. Chuẩn bị sớm sớm, nhất là ở Astana đó, sớm sớm nộp đơn vô, biết đâu mình là những người may mắn có xổ số, biết đâu mình là người may mắn nhận được housing trợ giúp nhà cửa thì coi tuyệt vời, lạc nghiệp thưa quý vị. Và thưa quý vị, công ty địa ốc của chúng tôi đó chuyên về mua nhà, bán nhà, thủ tục escrow, mượn nợ mua nhà, làm loan vân vân, những dịch vụ về vấn đề địa ốc thì xin quý vị liên lạc với chúng tôi, đặc biệt là những người nước ngoài hoặc là người từ Việt Nam sang Mỹ muốn mua nhà, chúng tôi cũng trợ giúp cho rất nhiều khách hàng để mà mua nhà bán nhà tại Hoa Kỳ này. Thì mọi chi tiết về vấn đề địa ốc, mua bán nhà, làm loan, refinance, vân vân, xin gọi chúng tôi ở 714-653-0605, 714-653-0605. Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Địa ốc kiến thức và thành công hôm nay với Eric Trần và Phạm Khanh.
quý khán giả trở lại với phần 2 của chương trình talk show, giới thiệu đến quý vị những vấn đề liên quan đến địa ốc cùng với Eric Trần và Phạm Khanh. Thì thưa quý vị, về vấn đề địa ốc cho đến thời điểm này đó thì chúng tôi vẫn chưa thấy có cái thống kê của tháng 4 xem cái số lượng nhà bán ở trên thị trường khắp Hoa Kỳ, ở California cũng như là tại địa phương nó như thế nào. Nhưng mà tình hình hiện giờ thì thấy rằng là cũng có nhiều người đổ xô đi mua nhà cũng đã thành công, và số lượng nhà có vẻ như cũng có ở trên thị trường dễ dàng để mà thương lượng nói chuyện với chủ nhà hơn. Thành ra chúng tôi khuyến khích quý vị nào đã tìm kiếm nhà trong suốt mấy năm qua mà không thành công, quý vị trở lại, biết đâu mình sẽ may mắn trong cái đợt này. Chỉ có vấn đề đó là thưa quý vị, cái giá nhà hiện giờ nó khá là cao, thành thử ra là chúng ta phải chuẩn bị vấn đề tài chánh và vấn đề lương bổng này, và vấn đề tiền đao cho thật là cặn kẽ trước khi mà chúng ta có thể bắt đầu nhà. Bây giờ có một cái câu hỏi muốn hỏi anh là nhân dịp có một khách hàng đó, thưa anh, họ đã có một căn nhà rồi, bây giờ mặc dù giá cao nhưng mà họ muốn mua một căn nữa để mà họ có thể là gọi vấn đề là cho thuê nhà. Thì cái vấn đề ở đây đó là người khách hàng này đó là có cái income cũng tương đối khiêm nhường thôi, không cao lắm, thì có thể mà mua nhà cho thuê mặc dù là họ có tiền đao đầy đủ đó, thưa anh. Xin mời anh. Vâng, thì thưa cái nguyên tắc là thưa quý vị, thứ nhất là cái thu nhập của mình làm sao để mà nó gói ghém cho cái những cái chi phí mà hiện giờ mình đang ở. Có nghĩa rằng là ngay lúc này cái vị khách đó có một cái căn nhà thì tùy thuộc vào theo cái tiền nhà hàng tháng là bao gồm có nghĩa là tiền tiền nhà, tiền nợ nhà băng, tiền bảo hiểm, tiền thuế. Nếu mà ba cái chi phí đó ít nhất cộng lại mà nó bằng phân nửa của cái số lương mà mình đem về đó thưa quý vị, thì là mình đủ điều kiện rồi đó. Thì đoàn nhà băng nó đã thông qua được cái điều đó rồi. Cái việc còn lại là cái căn nhà mình cho mướn á, thì cái tiền rent nó phải tự động nó nuôi cái căn nhà đó, thì mình sẽ đủ qualify để mình mua cái căn nhà đó cho mướn. Thì nhưng mà thường thường á, nhà băng nó kỹ lắm, nó ví dụ như ngay lúc này mình cho mướn cái nhà 4.000 đi, thì nó không cho mình hết 4.000 thưa quý vị, nó chỉ cho mình mượn 70% của cái 4.000 đó thôi. Đó là như 2.800, thì 2.800 này là phải nó bao hết cho cái tiền nhà, tiền thuế, tiền bảo hiểm cho cái căn nhà cho mướn. Và nếu mà nó thiếu á thì mình phải lấy từ trong cái income của cái căn nhà mà mình đang ở qua. Đó thì đó là cái cách tổng quát mà họ tính cái cách lương để mà qualify để mua cái căn nhà cho mướn. Mà ngay lúc này nhiều khi mình thấy nhiều khách hàng người Việt Nam mình thu về cái căn nhà mà mình đang ở đó, hầu như là cái nhà đó họ pay up luôn rồi, có nghĩa là họ chỉ có trả tiền thuế, tiền bảo hiểm mà thôi. Thành ra mặc dù có thể lương có thấp đi nữa nhưng mà cũng đủ điều kiện, là lý do là tại vì thứ nhất là cái tiền nhà mortgage nó rất là lớn mà nó không còn nữa, thì chỉ có thuế bảo hiểm thôi thì đâu cần nhiều phải không thưa quý vị. Chẳng hạn như bây giờ tiền thuế là dường như 500, bảo hiểm là 100, 600 chẳng hạn vậy đi, thì chẳng hạn như lương chỉ cần có ngàn hai năm đến tháng này, hai mấy ngàn năm chẳng hạn vậy quý vị, để cho thành ra đâu cần nhiều. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, ngay cái thời điểm này á, nhà nó rất là mắc mỏ, thành ra cái tiền lời nó cũng cao, rồi cái tiền thuế đất mình mua nó cũng cao, thành ra nhiều khi mình cũng phải cần cái tiền lương của mình nó cũng hơi khá hơn một chút xíu, để mà chi, để mà mình cần phải chăm qua cho cái căn nhà mà mình sắp sửa mua. Tại vì chắc chắn rồi là thì cái tiền rent mà mình sắp sửa mua đó nó sẽ không có đủ để mà nó bao gồm cho cái tiền nhà, tiền thuế, bảo hiểm. Thành ra mỗi trường hợp nó sẽ tùy theo, gọi là case by case, tùy theo cái trường hợp của mỗi khách hàng, và để mình coi, để mình lúc đó mình sẽ cho quý vị chính xác là cái con đường đi của mình như thế nào, chẳng hạn như mình cần phải down nhiều hơn nữa hay là mình muốn mua cái nhà nào mà nó thấp hơn, vân vân và vân vân. Dạ. Như vậy đó thì là mình vẫn có thể sử dụng cái tiền rent mà cái nhà mà mình sắp mua đó để mà cho thuê ra như là thêm một cái nguồn income nữa, phải không thưa anh? Dạ thưa đúng rồi, dạ, chắc chắn là được rồi. Nhưng mà con cái vừa mới nói đó là nhà băng nó chỉ cho mình xài 70% của cái tiền rent thị trường ở bên ngoài. Chứ dụ như mình nói, nãy mình nói trong dụ như bây giờ ở ngoài cho mướn 5.000, mình không thể nào xài được hết 5.000, mình chỉ xài được 70% của cái 5.000 đó mà thôi. Là 35, tức là khoảng 3.500 thôi. Nhà bạn chỉ tính cái thu nhập từ cái tiền rent là 3.500 để mà làm income cho mình thôi. Dạ thưa đúng là như vậy. Dạ vâng. Và thưa vị, thì nói về nhà mua để mà cho thuê đó thì nó cũng có những cái lợi điểm, nhưng mà trước hết đó thưa quý vị, ngoài những cái yêu cầu như nó Trần nói đó thì
Thường thường nhà cho thuê chúng ta down từ 25% trở lên, mà nếu mà income thấp nữa thì down hơn nữa, down 25% trở lên thưa quý vị. Rồi thứ hai nữa đó là chúng ta cũng phải có cái tiền reserve trong vòng có thể là 1 năm, 6 tháng hoặc là 1 năm. Lý do là tại vì nhà băng muốn thấy chúng ta có tiền dư giả trong trường hợp mà chúng ta không có người thuê thì sao, thì chúng ta vẫn đang có một số tiền dư giả, thì gọi là tiền dự trữ để mà trả cho nhà băng trong những cái tháng mà chúng ta không có cho thuê được. Để nói là mua cho thuê mà, nếu ra vì nhớ là cái tiền down nó rất là quan trọng, 25% down trở lên số tiền đó, và cộng cả kể cả cái tiền mà reserve thưa quý vị, 6 tháng 1 năm đó phải nằm trong nhà băng là 2 tháng. Nó khác với cái trường hợp mua nhà lần đầu tiên, mua nhà để ở, thì tại vì mình mua nhà mà để cho thuê đó thì nhà băng nghĩ chúng ta đã dư giả rồi, tiền bạc phải nằm trong nhà băng trước sẵn 2 tháng rồi, chứ không phải là giống như trường hợp mua nhà để ở thì mình có thể người thân bạn bè mình có thể cho mình được. Riêng nhà mua nhà cho thuê, tiền bạc phải nằm trong nhà băng 2 tháng, tiền 25% down trở lên và kể cả tiền reserve luôn. Nhưng mà có cái thuận lợi thứ vị, mua nhà cho thuê thì vì cứ nghĩ giống như là một công việc kinh doanh của mình đó, thành thử ra là những cái chi phí cho cái nhà cho thuê đó là chúng ta được trừ hết, đến cuối năm trừ khai thuế hết. Tiền đầu tiên đó là tiền lời ở mà mortgage nhà băng trả chúng ta năm đó dù 10 mấy ngàn được khai trừ thuế, tiền mua bảo hiểm, tiền mua insurance cho căn nhà đó, tiền property tax rồi vân vân mọi thứ, thì còn nhiều chi phí khác nữa, depreciation vân vân, thì quý vị liên lạc với cái người làm thuế hoặc là người CPA của quý vị biết coi những chi phí nào trong những chi phí mà Phạm Khanh vừa kể quý vị có thể được trừ thuế vì lý do là cái nhà đó là nhà cho thuê. Thì bây giờ trở lại với anh Đức Trần, thưa anh, hình như bây giờ người ta đâu có hạn chế mình là có thể mua 1 căn, 2 căn hay 3 căn gì đó cho thuê, miễn sao mình đáp ứng được những cái yêu cầu guideline của nhà văn phòng hoa, thưa anh. Dạ thưa đúng à, thưa quý vị, nếu mà quý vị còn nhớ là thời kỳ năm 2008 để 9 lúc mà Đi Ốc sụp đổ thưa quý vị, thì lúc mà bắt đầu Đi Ốc khởi động trở lại và sung trụ trở lại thì nhà băng họ cũng rất là giới hạn, tại vì họ sợ cái tình trạng nó sẽ tái diễn, thành ra họ giới hạn, họ nói anh mà muốn mua nhà cho mướn á, tôi chỉ giới hạn cho anh mua chỉ được 4 căn mà thôi, không được mua căn thứ năm đó, lúc đang đầu là như vậy. Nhưng mà sau này cái từ từ nó nới lỏng ra, ngay lúc này cái nó họ lên từ 4 căn bây giờ họ cho lên được 10 căn luôn đó, có nghĩa là bây giờ mình có thể mua được 10, mình có thể làm chủ 10 căn. Mà ở đây khi nào mà họ lấy 10 căn có nghĩa là 10 căn có nợ rồi quý vị, mình có thể làm chủ 15 căn, mà ví dụ như trong 15 căn đó mà 10 căn mà nó trả đứt hết trơn rồi thì lúc đó họ chỉ tính là có 5 căn mà thôi, thì 5 căn có nợ, có nghĩa là đây là tiền họ nhà băng cho mượn tiền phải không thưa quý vị, thành ra họ chỉ tính theo cái đầu của cái nhà mà thiếu nợ, thành ra mình có thể làm chủ bao nhiêu căn cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất là không có được làm chủ 10 căn, trong cái 10 căn đó là đang thiếu nợ nhà băng hết, thì đó là cái nguyên tắc mà họ họ tính. Và nên nhớ có một cái khó nữa thưa quý vị, có nghĩa rằng là lúc mà mình làm chủ nhiều nhà như vậy đó thì cái tiền mà dự trữ thưa quý vị họ sẽ đòi có là phải cho hết những cái căn mà mình làm chủ, chứ không phải là chỉ có cái căn nhà mà mình sắp sửa mua, thành ra nhiều khi cái tiền dự trữ nó sẽ lên rất là cao, dù như mình có 1 căn 2 căn thì không nói gì, mà nhiều khi có 7 8 căn thưa quý vị, và họ cái tiền nhà của mình nó cao quá, thành ra nhiều khi tiền dự trữ có thể lên cả 100 ngàn đó, thành ra cái đó là cái thử thách của rất là một số người, người ta không liệu trước, người ta tôi có đủ tiền down, tôi có đủ tiền giấy tờ, nhưng mà tới lúc cái tiền dự trữ không có thì nhà băng nó cũng không cho mượn tiền. Dạ vâng. Và thưa vị, nhà cửa tài sản có thì phần lớn là nợ nần, ra chúng ta phải tính một cái đường là trong những trường hợp rủi ro bệnh tật, thì văn phòng chúng tôi offer để mà giúp cho vị những cái trường hợp mà bị rủi ro bệnh tật tai nạn vân vân, bằng một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ Life Insurance. Thì xin liên lạc với Phạm Khanh để biết thêm chi tiết, là mà chúng tôi luôn nói vị nên mua sớm, những người có tài sản như em trẻ, bố mẹ nghe được tin tức nhắc nhở, ông bà nghe được tin tức nhắc nhở các em đi mua, thì vì các em bận rộn một chương trình bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ tài sản trong những cái trường hợp rủi ro. Liên lạc với Phạm Khanh, Kevin Phạm, California, Life License là 0M29756. Tham khảo miễn phí, chúng tôi sẽ giúp cho vị tìm được một cái chương trình Life Insurance để mà có thể bảo vệ tài sản trong những trường hợp rủi ro bệnh tật vân vân. 714-653-0605. Chương trình Địa Ốc đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.
À, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc cho quý vị một đêm thứ ba được an bình, và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.